Ở đây tiếp theo em có về với các bác hai chiếc của Casio. Đây là hai chiếc Casio Edifice. Hai chiếc này là EQB 1100. Dòng này thì nó sẽ hợp với các bác nào mà yêu thích công nghệ và đang tìm những chiếc đồng hồ của Casio rất là nhiều chức năng. Kết nối được với Bluetooth với smartphone này. Đó, tự động điều chỉnh thời gian. Kính sapphire Pisola. Và đặc biệt là những chiếc này nó có kiểu dáng thiết kế khá là mỏng để các bác đeo, vừa thể thao lại vừa thanh lịch, sử dụng được trong rất là nhiều các cái môi trường khác nhau. Đầy đủ hộp sổ thẻ đi kèm các bác nhé. Đó, thẻ hướng dẫn này, tải các bác có thể check QR để tải cái app Edifit Connected về để tự động điều chỉnh. Đó, đây là cái thẻ hướng dẫn các cái chức năng này, tự động điều chỉnh thời gian, có múi giờ của 300 thành phố ở 300 quốc gia trên toàn thế giới. Phone Finder là chức năng tìm kiếm điện thoại, khi mà các bác kết nối với Bluetooth với smartphone thì bấm một nút ở trên đồng hồ thôi là cái điện thoại nó sẽ kêu. Nhiều lúc các bác để quên thì không biết điện thoại ở đâu thì các bác sẽ làm thao tác này. Solar Power là pin năng lượng này, có bấm giờ thể thao, stopwatch. Đó, có báo thức đầy đủ hết các bác nhé, có Bluetooth, chronograph các thứ. Đây là thẻ giới thiệu, đây là thẻ bảo hành. Hàng mới 100% nguyên siêu. Đây, chiếc này các bác có thể check cái mã của nó là EQB 1100D gạch ngang 1ADR, sử dụng module là 5639. Rất mỏng, hàng mới các bác nhé. Đường kính khi mà không tính G và núm của nó khoảng size 42. Và chiếc này nó mỏng khoảng tầm 9,0mm. Và lắc to lắc ở đây nó khoảng tầm 45,8. Với một bộ máy rất nhiều chức năng như vậy mà các bác cảm thấy đây, so với một chiếc Edifice thường thì các bác có thể nhìn thấy là nó mỏng hơn khoảng tầm 1/3, mà chức năng của nó lại nhiều hơn. Có kết nối Bluetooth sẽ có nhiều chức năng hơn. Nó mặt kính sapphire, hợp với các bác tay tầm khoảng từ 15 trở lên là đeo thoải mái đẹp trên này. Mặt màu đen. Có dạ quang ở trên thân kim giờ, kim phút và trên thân 12 bộ cọc số thì đều có dạ quang để các bác dùng. Có bấm giờ thể thao các bác nhé. Giờ trên góc 12 giờ nó là giờ GMT, giờ ngày giờ đêm này. Casio Edifice. Kính sapphire, lịch ngày, kết nối Bluetooth này. Dưới này nó là lịch thứ, báo thức. Và bên này nó là Subdial. Ở đây chúng ta sẽ có một cái Subdial Dual Time, múi giờ thứ hai trên chiếc đồng hồ này. Đó, và các bác có thể điều chỉnh chế độ alarm ở đây luôn. À, em xin lỗi, đây nó là cái ô sắp đầu alarm đây các bạn, alarm đấy. Đó, mặt kính sapphire các bạn nhé, khá là trong. Cấu trúc viền bezel thì nó sẽ có viền bezel hình bát giác khá là khỏe, và bên hông thì sẽ có ba cái núm chỉnh, có cả logo. Còn ở mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản. Đó, sử dụng module là 5639 này, EQB 1100. Sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Casio ở Trung Quốc. Kính sapphire và chống nước 100m. Tên của 4 nút chức năng. Dây là dây thép đúc đặc và khóa sẽ có logo của Casio. Em sẽ lên thử trên tay 17 trên này. Trên này thì nó sẽ có một cái cảm giác là vừa khỏe khoắn lại vừa thanh lịch các bác nhé. Độ mỏng khá là mỏng, có 9mm thôi. Kính sapphire chống nước 100m. Pin là pin solar, không cần phải thay. Đó, lịch thì chắc chắn là lịch vạn niên rồi. Và còn kết nối với Bluetooth thì nó cũng sẽ tự động đồng bộ thời gian 4 lần mỗi ngày, không bao giờ sai số. Và trên này đồ Quang Lâm đang có một chiếc sale còn 8.770.000, mã 7252 8770. Còn em có một chiếc nữa, chiếc này có mã là EQB 1100DC 1ADR. Đó. Chiếc này thì khung vỏ nó mạ PVD màu xám thôi. Nó đắt hơn một chút, đắt hơn tiền mạ. Chiếc này là 9850 các bác nhé.
Tất cả các cái công năng và thông số thì đều giống hệt như chiếc vừa rồi, khác mỗi một cái là cái mặt của nó màu xám đen và cái khung vỏ nó cũng được mạ PVD màu xám đen luôn. Mặt trên này cũng khá đẹp, viền của nó sẽ có màu đỏ khá là nổi. Trên này thì các bác nào mà yêu thích cái màu xám thì có thể quan tâm trên này. Tất cả các cái thông số thì đều giống hệt các bác nhé, khác mấy cái màu. Đó, cũng sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Casio ở Trung Quốc. Và chúng ta sẽ có kính sapphire đầy đủ IDIC, hàng chính hãng. Em sẽ lên thử trên tay 17. Hai chiếc này khá đẹp, khá mỏng và hội tụ đầy đủ tất cả các chức năng công nghệ của Casio. Đây, các bạn nào mà cần thử hai chiếc trên tay để xem màu nào đẹp hơn thì em sẽ ướm như thế này. Đó. Cảm giác chiếc màu xám này nó sẽ khỏe hơn một chút, về thể thao hơn một chút, cứng cáp hơn. Còn chiếc này thì nó cảm giác nó thanh lịch hơn một chút nữa. Nếu các bạn yêu thích chiếc này thì nó sẽ có mã là 5575 và giá là 9.850.000, mã 5575. Còn chiếc này nó sẽ rẻ hơn được khoảng tiền mạ khoảng gần 1 triệu các bác nhé, 8770, mã là 7252, 8.770.000.